Sớm này nó coi anh như là thầy vậy đó, tại vì anh dạy dỗ thì nó nhiều thứ, cho nên là tụi nó kêu em hay mặt nghe tụi nó gửi đến anh coi như anh là người thầy của tụi nó. Mấy đứa trong sớm hết nha, nhưng mà mấy đứa cũng nói anh khó quá à, cho nên nó nhắc anh nhớ phụ Việt Nam có ngày 20 tháng 10
anh nhớ dịu dàng tí, nhớ nha, nhận đi cho tụi em vui. Sao anh gửi lời cảm ơn tôi nói nha. Mẹ biết ăn được ta. Tao nó mua đồ ăn cho mình đi, mua mình đi mất sao vậy? Về bên kia, nhớ tụi em có cái này gửi anh nè nha. Nữa anh quay về, anh nhớ chuyển tiền về cho tụi em nha, tỷ đô là đó. Ủa? Được có mấy nghìn đồng lẻ mà đội thanh không có 1 tỷ đô. Ừ thì nhân viên của anh nè. Thôi, từ đây anh về bên kia anh trình cho các sếp bên trên. Anh đi, 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 anh đi. Đẹp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chúng quê xưa em dò gió mong chờ. Một năm sau, chờ mãi chưa thấy 1 tỷ đô chuyển vào tài khoản. Lan lên núi mở homestay. Đẹp sau nhiều lần email không thấy phản hồi, quyết định nhảy xuống biển, bơi về Việt Nam, leo lên núi tìm Lan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chúng bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói: Thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh.